Xin chào tất cả anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời Shop Solar. Hôm nay có một chút biến động về giá của chiếc sạc năng lượng mặt trời. Thì bên em sẽ quay lên và báo giá với các bác mới nhất trong tháng 10 năm 2023. Như các bác đã biết thì đây là chiếc sạc năng lượng mặt trời có công suất là 30A, sử dụng công nghệ MBBT. Với chiếc sạc này thì hiện nay bên em đang bán giá là 820.000 bao phí vận chuyển toàn quốc các bác nhé. 820.000 bao phí vận chuyển toàn quốc. Và chiếc sạc này anh em rất là yêu thích bởi vì là nó chạy được trực tiếp từ tấm pin mặt trời mà không cần bình ắc quy lưu trữ. Đây các bác chỉ việc dùng tấm pin năng lượng mặt trời, đây các bác đấu vào đây. Rất là hay. Và đặc biệt là những bác nào đang có tấm pin to thì các bác đấu nó rất là tiện. Đây các bác nhìn này, cái sơ đồ đấu nối này, rất dễ nhé. Đấy, tấm pin mặt trời, các bác đấu đúng âm dương. Đấy, sau đó các bác sẽ điều chỉnh cái điện áp này. Các bác điều chỉnh cái điện áp bằng cách là bấm vào nút dấu cộng, dấu trừ thì ở cái đèn này nó nhấp nháy. Đối với hệ 12V, các bác chọn cho em ở chỗ này là 14.6. Đấy, các bác dùng lithium thì các bác sẽ chọn 14.8, còn không thì thôi. Đấy, sau đó các bác bấm OK, OK này, để lưu lại. Trong trường hợp các bác muốn sử dụng hệ 24V thì các bác sẽ điều chỉnh chỗ này là 275. Đấy, 275. Pin lithium thì các bác có thể cho cao lên một chút, thì các bác cứ để 27 đến 275. Đấy là trường hợp các bác sạc sử dụng hệ 24V, sau đó các bác bấm OK để lưu lại. Khi lưu lại xong thì các bác sẽ tiến hành là đấu đúng âm dương của bình ắc quy vào đây. Đấy, thế như vậy là nó sẽ tự động nó sạc. Đấy. Đặc biệt là nếu như trong trường hợp các bác không có bình ắc quy, không có bình ắc quy mà các bác muốn sử dụng trực tiếp 12V thì các bác sẽ điều chỉnh cái điện áp giống như vừa nãy em bảo. Đấy, sau đó các bác sẽ lấy hai cái đầu âm dương này, các bác đấu vào bóng 12V thì nó sẽ sử dụng được trực tiếp luôn từ tấm pin mặt trời. Đấy, ở đây nó ghi công suất là 400W này, nhưng mà nó có thể sử dụng cho tấm 450W luôn nhé. Đấy, nó có thể sử dụng cho tấm 450W các bạn. Dùng con sạc này khá là hay. Nhiều anh em vận dụng cái này sử dụng rất là sáng tạo. Đặc biệt là nhôm đúc xung quanh, tản nhiệt tự nhiên, không có tiếng kêu, không có tiếng ồn. Và nó chống nước các bạn nhé. Đấy, rất là mát. Con này bán khá là chạy luôn. Nhập hàng liên tục con này. Đấy. Tiếp theo là giới thiệu đến các bác chiếc sạc năng lượng mặt trời có công suất là 60A, sử dụng công nghệ MBBT. Đây chính là con TechFi. Đấy, con TechFi này các bác nhìn. Trong cái thời gian vừa rồi thì bị cháy hàng các bác nhé. Tóm lại là bị cháy hàng, không có hàng để nhập về bán. Trong khi đó anh em hỏi rất là nhiều. Đấy, bởi vì người ta sản xuất không kịp, trong khi đó là cái đơn hàng em hết nhanh cũng nhanh quá. Đấy, chiếc sạc này thì thương hiệu TechFi, một trong những cái dòng thương hiệu em sẽ theo suốt trong quá trình mà sẽ bán năng lượng mặt trời các bác nhé. Bởi vì cái hãng TechFi này linh kiện của nó là khá là chất lượng, kể cả biến tần các bác sử dụng các bác cũng biết. Với con này thì em bán 2.5 năm rồi nhá, riêng chiếc sạc này này bán 2.5 năm rồi, chưa có chiếc nào phải xử lý, chưa chiếc nào phải hỏng. Đấy, mặc dù giá nó hơi cao một tí nhưng mà nó chất lượng. Đặc biệt là trong cái thời gian vừa rồi đây thì bên em thương lượng được với trực tiếp với công ty, nhập được nhiều thì cũng hạ được giá các bác nhé. Đấy, thì trước chiếc sạc này thì bên em bán là 2.2 triệu. Đấy, bây giờ là bán ra là 2.1 triệu bao phí vận chuyển cho các bác. Thì với chiếc sạc này thì anh em mà có suy nghĩ lâu dài thì anh em sẽ chơi ngay con này từ đầu. Bởi vì sau này khi các bác nâng cấp thì các bác bỏ đi nó sẽ không phí. Đấy, nhưng đối với một số anh em tiền không có nhiều thì các bác cũng vận dụng và chơi những cái chiếc sạc, ví dụ như sạc MBBT 30A hoặc là sạc PVKM đó. Đấy. Với những chiếc sạc năng lượng mặt trời nhập được trực tiếp của nhà máy thì nó yên tâm hơn. Đấy.
Hiện nay trên thị trường thì cũng có rất nhiều những cái thương hiệu người ta giả các bác nhé, giả thương hiệu để người ta bán hàng. Đấy, các bác không tin, các bác cứ vào những cái trang ví dụ như là trang mạng điện tử của bên Trung Quốc ấy, các bác có thể thấy cùng một cái sản phẩm như thế này, nhưng mà có những người người ta sẽ đặt và làm cái thương hiệu khác nhưng mà lại ở một nhà máy khác các bác nhé. Đấy, hẳn ví dụ như hai đại lý người ta đặt thương hiệu khác thì không nói làm gì, nhưng ở đây là sẽ có hai nhà cung cấp mà trong khi đó là mẫu giống nhau. Đấy, cho nên là các bác mua hàng ở bên em sẽ rất là yên tâm. Các bác có thể xem về cái thông số kỹ thuật nhé. Đây, sạc này thì có công suất là 60A. Đấy, sạc tự động 12, 24, 36 và 48V đều ok. Điện áp vào tối đa là 150V các bác nhé. Chú ý giúp em là cái điện áp hở mạch tối đa là 150V. Đấy. Thì ở đây nó sạc được cho hệ là 12, 24, 36 và 48. Nó hỗ trợ pin mặt trời rất là cao. Đối với hệ 12V hỗ trợ pin mặt trời là 800W. Đấy. Hỗ trợ hệ 48V lên tới 3200W. Và thậm chí nếu như các bác sử dụng có nhiều tấm pin thì các bác có thể đấu song song. Đấy. Và tận dụng được thì nó chiết xuất ra rất là tốt. Và cái hiệu suất chuyển đổi của nó là 98%. Các bác nhé. 98%. Đấy, cái này em vừa mới nhập về này. Không có hàng để bán các bác. Hàng này thì bên em bán sẽ xuyên suốt các bác nhé. Ở đây này, nó có một cái rất là hay, đó chính là cái cảm biến nhiệt độ. Cái dây cảm biến nhiệt độ là các bác phải mua nhé, còn đi theo là sẽ không có. Cái dây cảm biến nhiệt độ này các bác mua xong về các bác kẹp vào cái hệ thống lưu trữ. Đấy, trong cái trường hợp mà quá cái điện áp mà nó hệ lưu trữ của các bác nó nóng, nó quá cái điện áp quy định thì ngay lập tức là chiếc sạc này nó sẽ dừng lại. Đấy, nó bảo vệ cho hệ thống ắc quy của bác rất là tốt. Đây là pin năng lượng mặt trời đấu vào cổng PV này, input này. Cộng là dương, trừ là âm. Đấy, cổng battery cũng vậy. Cộng là dương, trừ là âm. Thì đối với cái cổng loát này, các bác sử dụng những cái thiết bị nhỏ nhá, ví dụ như là một cái quạt hoặc là một cái bóng thôi. Đấy, các bác không nên lạm dụng sử dụng các thiết bị điện 12V hoặc 24V hoặc 48V lấy từ đây ra các bác nhé. Tất cả các bác sẽ lấy cho em từ bình ắc quy vì cái điện áp của nó cũng không có gì thay đổi. Đấy, ở đây nó có một cái cổng kết nối RS485 để cho phép các bác là kết nối với cả wifi. Nhưng mà wifi ở đây thì bên em không nhập bây giờ nó tăng 700-800 nghìn một cái wifi thì chả khách nào người ta mua wifi về làm gì cả. Đấy, mà chả giải quyết gì cả. Bây giờ các bác muốn xem các thông số kỹ thuật thì hiển thị tất trên màn hình đây rồi. Đấy, màn hình thì hiển thị LG, có phím cài đặt. Đấy. Đấy, phím function này. Đấy, nút xuống này, nút lên này, đấy, nút thoát. Và đặc biệt nó có 3 cái đèn, một cái đèn cảnh báo lỗi, một cái đèn báo sạc và một cái đèn báo loát. Đấy. Ở trên này nó thiết kế một cái quạt tản nhiệt không chổi than, kêu êm ru luôn các bác nhé. Kêu êm ru luôn, các bác dùng rất là sướng con này. Đấy, thì giá em đã báo rồi. Các bác mà chơi cái hệ riêng rẽ, có nghĩa là không dùng biến tần, thì nó cũng có cái hay riêng. Đấy, và các bác chơi biến tần thì nó cũng có cái hay riêng. Đấy, mỗi cái nó có những cái mục đích sử dụng khác nhau. Đấy, tùy vào cái mục đích sử dụng của từng người thì các bác chơi. Đấy, có người thì lại thích dùng kết hợp sạc kích và sử dụng năng lượng mặt trời để sạc cho cái hệ rời đó. Nhưng đối với có những người ta thích gộp cái hai sản phẩm đó vào trong một cái biến tần. Đấy, thì cũng rất là đa dạng cho cái mục đích sử dụng. Trong video ngày hôm nay thì em cũng đã báo giá với các bác hai cái mẫu biến tần, hai cái sạc năng lượng mặt trời biến động giá mới nhất trong tháng 10 năm 2022. Đấy, các bác nhớ giúp em nhé. Nhớ giúp em là nó có giá nó dao động theo từng ngày tháng, cho nên là các bác vẫn cứ phải theo những cái mới nhất. Đấy, những đợt trước các bác mua thì nó rơi vào 2,2 triệu thì các bác đôi khi cũng phải mỉm cười thôi, bởi vì là cái này nó cũng giá do nhà cung cấp.
Đấy, người ta tôi bên em lấy nhiều thì họ giảm cho xuống và cuối cùng là các bác cũng được hưởng thôi. Chứ em không duy trì nghiêm không duy trì luôn cái giá cũ. Đấy, các bác hiểu như vậy. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.